Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em ha. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại của em 0334 830 843. Xem video em giới thiệu thì coi bấm vô cái chế độ chất lượng video cao á, anh em coi. Ví dụ như là anh em chọn chế độ nó là một chất lượng video nó là 1080. Rồi đây, hôm nay em lên cái video 50 giới thiệu nên mấy món đồ nha. Đầu tiên là cái cây hước kẹp ha. Đây, cái hước kẹp của Mitutoyo ha. Để bên nè. Cây này thì chiều dài nó là nó kẹp tối đa là 200 mm ha. Cái chỗ kẹp lỗ đo lỗ nè, đo bên trong lỗ thì nó cái này nó hơi ấy tí xíu nha. Đây cái mũi nó bị đó, anh em coi cũng thấy ha. Đây chính hãng của JBL luôn ha, có số series luôn. Rồi, cái hước kẹp này 200 mm có mã là 5001, giá 550.000. Tiếp theo á, là cái cây tua vít ha. Tua vít của Sumlat này của Japan ha. Đặc biệt nó tua vít này tự động ha. Đây, chỗ đảo chiều nè. Là khóa lại thì xài như tua vít bình thường. Nó gắn mũi 6 ly 3 nè. Đặc biệt nó có thể uốn cong nè, anh em mở cái chỗ khó đó mình luồn nó vô mở rất là ok luôn. Tua vít này thì nó có kèm theo là bốn cái mũi zin của nó luôn ha. Đây gồm có hai mũi dẹt ha, hai mũi dẹt, một mũi ba ke BF2 với một cái mũi hai đầu BF1 với mũi dẹt. Đây em gắn vô dây xài ha. Đó. Rồi chiều dài cái cây tua vít này là đây, không tính mũi nè, không tính mũi nó là 32 cm ha. Đây có thể uốn cong nè. Rồi cái cây tua vít của Japan này có mã là 5002 ha, giá 300.000. Tiếp theo là hai món này, một cây hước đo góc, đây đo góc của Sinhua, mini rất là nhỏ luôn. Này nó có chia độ nè, 45 độ, 90 độ, 150 độ, 180.
chứ một cái ổ khóa ha anh em. Đây ổ khóa số, đây cái mã của cái ổ khóa nè, 797. Đây có cái bạch nè, ta sẽ dẫn số 797 nó sẽ mở ra. 7 9, rồi 7 ha. Rồi ok, cái hai món này có mã là 5003 nha. Giá 250 nha. Rồi tiếp theo một cái cây dụng cụ để mình thoát hiểm anh em. Thoát hiểm trên xe ô tô. Rồi. Mới ha, chưa sử dụng luôn. Cái búa thoát hiểm đó. Có cả kéo luôn. Hai trong một. Hai mươi cm. Búa đầu bằng thép ha. Rất là nhọn luôn. Rồi cái búa thoát hiểm này có mã là 5004 ha, giá 150 ngàn. Rồi tiếp theo em có một cái cây cắt ống đồng, ủa cắt ống nhựa nha anh em, cắt ống nước á, nhựa PVC. Cây này thì chuyên cắt ống nước PVC, size 42 nha, cắt ống tối đa 42 của Mary nè, USA bên. Còn cá rất là ok luôn, ngọt. Rồi, cái cắt ống nước Mary này có mã là 5005 ha, giá 300 ngàn. Rồi tiếp theo về mấy cái cọng dây âm thanh nha anh em. Cọng dây âm thanh này là dắt nó là 3.5. Anh em xài cho cái điện thoại ra loa vi tính đó, loa Bluetooth đó, nó có cái cọng 3.5 này thì mình cắm vô mình xài. Hoặc là tivi cắm ra cái loa. Nó sẽ truyền qua cổng là 3.5 này. Đây. Em bán hết mấy cọng này nha, bán chung luôn. Ở đây có này ba cộng này, rồi bốn cộng, bốn cộng là dắt ra đầu hai hai đầu nha, 3.5 hai đầu này, 3.5 hai đầu. Ví dụ như dây này là 1,6 ha, dây này 2 m, cộng này 2 m cũng rất là dài, cộng này 1,6 nè. Cộng này là gắt 3.5 ra gắt audio. Đây. Ra hai đầu audio nữa. Ví dụ như thằng này cũng có dây bên này. Của JVC. Đây thì nhiều hiệu, đây của Sony nè. Đây của JVC nữa. Đó. Đây dây bên luôn nè. Rồi với lại một cái đầu, một cái cọng dây này là nó ra cái hai cái rắc kẹp ha, hai cái kẹp cá sấu, cũng là dây âm thanh 3.5 luôn. Đây rắc 3.5 âm thanh ha, ra bên luôn à. Rồi với lại một cái hai cái cọng cáp nha anh em. Đây là cọng cáp của ổ cứng. Đây hai sợi luôn, chưa sử dụng. Cáp dữ liệu của ổ cứng cắm ra cái máy tính nha anh em, ổ cứng rời á. Rồi bán hết cái mớ dây này nè, là có mã là 5006 nha, giá 300 ngàn.
giá 300 ngàn. Rồi tiếp theo có hai cái cây tua vít ha, hai cây tua vít này của Vercel nè, Vercel Japan luôn. Đây, hoạt động ok hết nha anh em, đảo chiều luôn nè, hoạt động ok hết. Nhưng mà cái đầu này, hai cái đầu này nó bị như nó xép bên trong hay sao á, nó cứng quá mở không có ra. Em bán rẻ cho anh em nha, về xài hai cây luôn nha, một cây đầu ba ke, cây đầu giúp dẹp, anh em về mở ra rảnh thì mở ra tìm cách rút nó ra. Hai đầu đầu còn rất là ok, chưa có xài nhiều đâu. Rồi bán hai cây luôn nha anh em, đây hai cây này có mã là 5007 nha, 300 ngàn. Này kích thước nó nè, 30, size này 30. Rồi tiếp theo còn hai cọng dây âm thanh này nữa nha. Dây này nó đặc biệt là nó một cọng này dây nối dài của âm thanh là 6 mm ha. Cọng này dài 4 mét. Rồi cái cọng này là một cọng chuyển từ 3.5, rất 3.5 nè, ra 6 mm. Đây rất 6 mm nè. Đó, 3.5 ra 6. Vậy là xo nó hu ra rất là, nó kéo ra rất là dài. Đây của Bonnet nè. Nè. Cái hãng chuyên đồ âm thanh đó. Bên luôn à. Rồi hai cọng dây này có mã là 5008 à, giá 150 nè. Rồi một cọng dây nguồn điện ha, dây điện, dây điện của Nhật nè ha. Ở đây cái dây này nó chịu tải là 15A 125V, ổ cắm vẹt nè ha, dây ổ cắm vẹt. Đầu này thì anh em có thể đấu vô đâu, đấu vô cái phích cắm ha. Đây, chịu tải 15A là dây đồng to. Chiều dài dây này là 5,5 m nha anh em. 5,5 m. Của Mitsubishi. Đây, Mitsubishi. Rồi, cái cuộn dây điện này 5,5 m này có mã là 5009 à, giá 200 ngàn. Rồi đây có cuộn dây dây này 10 m nha anh em, cuộn dây điện của Nhật này 10 m nha, nó tải được 7A 125V. Mười mét. Ok, cũng 10 m này màu cam có mã là 5010, giá 300 ngàn. Rồi, em kết thúc cái video đây, chào anh em nha.